rồi, ống kia nữa đâu? Kìa, tập trung, lên tập đi. Tập trung vào. Ủa, lại chết rồi à? Lại con Verret đấy. Verret là ai vậy? Verret là đấu sĩ sát thủ sinh ra từ bóng đêm. Chỉ sắc đẹp của em thôi cũng có thể giết người rồi. Người ta nói địch càng đông, em chiến càng phê. Feel free to try again. Those with brains don't often use them. Và hơn thế nữa, khi mày tưởng mày đã an toàn, chắc là không ghê vậy đâu. Này, bà đã từng gặp Verret chưa? Mà bà biết được. Có lẽ là tôi biết đấy. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.